Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em vừa về cái cây máy khoan pin hãng Bosch GSB18 V-775C. Thì cái con này nó động cơ không chổi than và nó sản xuất cuối năm 2019. Nó cái đời này nó ra cuối năm 2019. Cái tốc độ vòng quay của nó là 480 đến 2000 một vòng trên phút và Made in China, Made in Malaysia nha. Thì cái hàng này động cơ không chổi than, gọi là trùm của Bosch rồi. Đây cái này là đỡ mình hộp mình gắn động cơ Bluetooth. Và nó có 25 cấp độ trượt. Hàng này hàng Mỹ về. Và cái đầu kẹp 13 lực xoắn của nó khoảng 101 niu. Thì đi kèm với nó là một cái cục pin co đeo 18-4A rất là nhỏ gọn nhưng mà dung lượng rất là lớn. Nó có pin mà báo pin hết này. Siêu pin nha anh em. Rồi với nó là đi theo cái bộ của nó là một cái sạc sạc thế hệ mới nha. Điện 120V. Hàng Mỹ về thành ra nó sạc điện 120V nha anh em. Rồi em sẽ test cho anh em xem. Hàng đúng xịn bao xịn. Máy pin sạc thì giá 4,8 triệu. Anh em nào quan tâm liên hệ tổng 0903 397 100. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.